phát triển ồ ạt mà rồi lại phải đối diện với nguy cơ phá sản. Đó là tình trạng của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất viên gỗ nén mùn cưa từ đầu năm trở lại đây, khi mà chủ yếu việc sản xuất mặt hàng này lại phụ thuộc vào thị trường Hàn Quốc. Đến khi thị trường này giảm nhập khẩu, thậm chí là ép giá, nhiều doanh nghiệp đã phải chấp nhận bán lỗ bán tháo. Một năm trước, công ty Năng Lượng Xanh bán 1 tấn hàng viên gỗ nén với giá 3.400.000. Làm ra đến đâu, bán hết đến đó cho đối tác Hàn Quốc, thậm chí còn không đủ hàng để bán. Thế nhưng giờ đây, máy móc thì để không. Hàng trăm tấn viên nén mùn cưa tồn kho, khách chỉ trả giá có 1.400.000 đồng một tấn, còn dưới cả giá thành sản xuất. Cuối năm ngoái và đầu năm nay là gần như là không bán được hàng. Còn tại công ty Đại Cát, kho hàng giờ là nơi chứa 700 tấn mùn cưa, nguyên liệu để làm viên gỗ nén còn tồn từ đầu năm. Công ty không dám sản xuất nữa vì tha tồn mùn cưa còn hơn là tồn viên gỗ nén. Bắt đầu từ 2015 thì đến tháng 5 thì người ta bắt đầu mua lại. Nhưng mà giá thì như vừa rồi vừa nói, tức là giá rất thấp. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Sản xuất Viên gỗ nén miền Bắc, hiện có tới 90% số doanh nghiệp sản xuất đang lâm vào nguy cơ phá sản do không thể xuất khẩu được. Số còn lại chỉ hoạt động cầm chừng. Từng muốn tồn tại đành chấp nhận bán lỗ. Đây là hệ lụy của việc doanh nghiệp thành lập ồ ạt khi thấy đối tác Hàn Quốc sang đây hỏi mua quá nhiều về viên gỗ nén. Chúng ta bị bên nước ngoài người ta ép giá thì các doanh nghiệp thiếu sự đoàn kết với nhau, đặc biệt là trong thị trường miền Nam. Cái sản phẩm đã bị phía Hàn Quốc trả lại tương đối nhiều. Sang năm 2013 và 2014 thì số doanh nghiệp sản xuất viên nén, đầu tư sản xuất viên nén đã tăng lên rất cao. Do vậy là tạo ra cái sự cạnh tranh về cái nguồn nguyên liệu, và chính sự tạo ra cái sự cạnh tranh về nguồn nguyên liệu đẩy dẫn đến việc đẩy giá bán lên rất cao. Giá dầu thô sụt giảm mạnh thời gian qua khiến nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo chững lại, cũng là nguyên nhân khiến viên nén mùn cưa thêm ế ẩm. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ phụ thuộc chủ yếu vào Hàn Quốc, cung vượt cầu quá nhiều, doanh nghiệp cạnh tranh đua nhau hạ giá khiến ngành này càng lâm vào bế tắc.